Chào các bạn, mình là Đàn Áp Zoom. Mình đang cầm trên tay chiếc HTC One A9 của nhà mạng Sprint sách tay, nhà mạng Mỹ. Đây là nó đang ở Zoom nguyên bản của Sprint. Nó bị lỗi cái rảnh tay, hand free activation. Và rồi thì không phát được wifi, thì lúc nào nó cũng có hiện cái biểu tượng GPS ở trên đỉnh đầu này này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành convert cái app cái bản con Sprint A9 Sprint này thành bản quốc tế. Rồi thì xong xuôi mình sẽ tạm dừng video đây, và sau khi áp xong mình sẽ show cái video khi đã thành quốc tế lên cho các bạn xem. Xin chào, mình đã quay trở lại sau khi áp cái thành công cái máy này sang bản quốc tế. Sang bản quốc tế thì có tiếng Việt đầy đủ. Tiếng Việt. Và bản quốc tế thì sẽ không còn bị cái lỗi rảnh tay của Spin nữa. Sẽ qua luôn. Còn nếu bản Spin thì sau khi qua cái bước wifi nó sẽ bị kích hoạt rảnh tay rất là lâu. Còn nhiều máy thì còn đơ mãi chỗ rảnh tay không qua được luôn. Đây là giao diện bên trong của Zoom. Đây là Zoom quốc tế nên đã loại bỏ sạch sẽ những cái app thừa của Sprint. Phiên bản mình app ở đây là phiên bản thông tin phần mềm phiên bản 6.0 mới nhất. Và lên phiên bản quốc tế này thì có thể phát wifi ra luôn, tính năng mà rất nhiều anh em cần cái tính năng này. Đó, phát wifi ra. Đã phát ok, có biểu tượng phát wifi ở trên Status. Đây, và trên laptop cũng đã thấy. Rồi nếu những bạn nào mà có nhu cầu mà áp cái bản Zoom nâng cấp thành Zoom quốc tế cho HTC One A9 thì có thể liên hệ với bên mình. Để tìm thông tin ở bên mình thì có thể search là đoàn áp Zoom ở trên Google sẽ ra thông tin của mình. Không giấu cũng được, có giấu cũng được. Sẽ đoàn Zoom ra cái trang Facebook của mình đầu tiên. Thì có thể like cái thông tin của mình lại. Có thể like cái trang Facebook của mình lại. Còn ở Hải Phòng thì các bạn có thể liên hệ với bác Skybon. Mình sẽ cho thông tin của bác Skybon ở bên dưới. Rồi mình xin tạm dừng video ở đây. Xin chào các bạn.